Đến chúng con xin chuyển đến cho máy đạo tràng Phủ Dực có đọc lời tri ân, và sau tiếp theo là máy của Tạ Văn Quý chuẩn bị ạ. Tôi mời bác bật mic lên cho chúng con. Được rồi ạ. Dìa Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Tăng Thiền Đức Ngư Chứng Minh. Con kính chào Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Tên con là Hoàng Thị Cách, pháp danh Diệu Quý. Con là Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật, hộ niệm vãng sanh. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Tình, pháp danh Diệu Tính, 92 tuổi, đã già yếu hơn 10 năm, không đi lại được. Con rất muốn mời ban hộ niệm, nhưng không được gia đình đồng ý, vì gia đình con không ai tin, đặc biệt là chồng con. Mặc dù vậy nhưng con vẫn âm thầm khuyên tấn mẹ con niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh. Đến ngày mùng 5 tháng 5, mẹ con bỏ ăn, tự nhiên được gia đình đồng ý mời ban hộ niệm. Con vô cùng vui mừng điện thoại thỉnh mời ban hộ niệm cô thư cô thắm. Trong những ngày đại dịch bùng phát tại Hà Nội, ban hộ niệm vẫn âm thầm hàng ngày sang khuyên tấn, nhắc nhở, động viên mẹ con và gia đình con. Gia đình con rất tin tưởng cả nhà, tất cả con cháu quyết lòng nghe lời ban hộ niệm hướng dẫn và quyết tâm yểm trợ cho mẹ con. Ngày nào gia đình con cũng dậy từ 4 giờ sáng để niệm Phật, phóng sinh, lấy công đức hồi hướng cho mẹ. 5 giờ sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua, mẹ con đã ra đi trong tiếng niệm Phật của gia đình. Sau đó được ban hộ niệm đến ngay. Sau 15 tiếng đồng hồ, mẹ con được ban hộ niệm và gia đình niệm Phật, niệm trợ duyên không gián đoạn, đã để lại thoại ứng bất khả tư nghị, chân tay mềm mại, tươi hồng, môi đỏ, khuôn mặt rạng rỡ. Hai tay mấy ngày trước đã đỏ tím, vậy mà sau 15 giờ đã trắng hồng trở lại. Thật vi diệu là ngày đưa mẹ con từ nhà quàn ra mộ, là ngày Hà Nội vô cùng nắng nóng. Thời tiết hôm đó khoảng 40 độ, nhưng đúng lúc bắt đầu đi từ trời đi thì trời râm và mát đến lạ thường. Không một ai là không ngạc nhiên về điều đó. Nhiều người nói chắc mẹ con đã được vãng sanh nên được chư thiên bảo vệ. Từ ngày mẹ con được vãng sanh, cả nhà con lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Bà con trong dòng họ cũng như hàng xóm, ai ai cũng hân hoan vui mừng. Gia đình nào cũng muốn mời ban hộ niệm cho người thân của mình, đặc biệt là chồng con. Trước kia ông là người không tin Phật, không cho con tu học Phật, thường xuyên uống rượu. Mỗi lần uống rượu say về chửi bới mọi người trong nhà, thậm chí còn dọa giết mẹ con. Từ khi mẹ con được vãng sanh, chồng con là một người hoàn toàn khác. Ông không còn uống rượu, quay đầu thành tâm sám hối và tu hành. Ngày hai thời khóa niệm Phật, lạy Phật cùng với con. Con viết lên đây ngàn lần tri ân thầy Diệu Âm. Thầy đã tận tâm tận lực ngày đêm hướng dẫn cho người Việt Nam tu học, để cuối cùng ai ai cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như mẹ con. Nhờ những lời tri ân của thầy mà cả gia đình con đã thay đổi. Con chỉ biết thành tâm tri ân thầy bằng cách y giáo, phụng hành lời thầy dạy, để quyết tâm đời này con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chồng con có một lo lắng là chính gây nhiều tội. Thế giờ tu học, không biết cuối đời có được vãng sinh như mẹ không. Qua đây con cũng nhờ thầy khai thị cho chồng con, tên là Nguyễn Quang Chính, 67 tuổi,
để ông yên tâm tu hành, cuối đời có phước phần vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Cả gia đình con cúi đầu tri ân thành kính thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, hoan hỷ hoan hỷ. Xin thưa thật, nếu mà chồng bác là vị nào đâu, giơ tay lên coi có đây không? Thế gian nói lãng tử hồi đầu, đúng rồi đúng rồi, đã đoán rõ ra rồi, đúng rồi, đoán đoán mò mà đúng. Lãng tử hồi đầu kim bất khoán, xin bác trí có biết cái câu này không? Người uống rượu say sưa mà hồi đầu tỉnh ngộ tu Phật, vàng đem đổi mình cũng không đổi, quý hơn vàng. Chính những người này là những người rất dễ vãng sanh, rất dễ vãng sanh. Yên chí đây, chính những người gây tội, những người lãng tử mà biết hồi đầu thì người ta tu còn mạnh hơn những người khác. Xin bác là vị là tên gì không không quên rồi, vững vàng lớn, đem tất cả những cái lúc lãng tử đó làm cái động cơ thúc đẩy mình niệm Phật. Chư vị ơi, tất cả chúng ta đều có tâm là Phật, chân tâm là một vị Phật, là một vị Phật. Đúng ra ta ở trên cõi Tây phương Cực Lạc thành đạo rồi, chỉ vì những cái lãng tử này nè, chỉ vì những cái đam mê này mà chúng ta cứ tiếp tục trong cảnh sanh sanh tử tử, dập dềnh trong cảnh khổ nạn. Chỉ cần một niệm hồi đầu thì thiện ạ. Trong đạo Phật chúng ta thường xuyên có câu buông đồ đạo xuống lập địa thành Phật. Chỉ cần một niệm hồi đầu ta được quyền trở về Tây phương, yên chí vui vẻ lên nhé bác nhé, không lo sợ gì cả. Chính những người này là những người gọi là đại ngộ. Cho nên chúng ta trước kia là chúng ta gặp vận xui, nay chúng ta đã ngộ ra thì chúng ta gặp vận hơn, trước xui sau hơn, đúng là có người đại phước. Chứ còn những người tu hành một thời gian tức là ngộ, ngộ rồi gặp chuyện gì có khó cái bỏ đi, tức là trước vậy. Trước ngộ sau mê, cái mê đó mới là cái đang bị khó. Cho nên mong bác vững vàng lên nhé. Nhìn thấy người mẹ của mình vãng sanh Tây phương Cực Lạc, đúng là một cơ hội cho chúng ta ngộ ra con đường đạo. Hãy niệm Phật vãng sanh, chờ ngày bác vãng sanh cho tất cả mọi người đều chứng nhận lời Phật dạy không sai, đúng không bác? Quyết làm lên, vững tâm lên, vỗ tay lên đi bác ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ và cảm động quá với cái ca vãng sanh này, với lời tri ân. Thực sự là kính xin chư vị cùng các cha các má tin tưởng làm theo lời Phật dạy, quyết tâm được một đời này niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, y giáo phụng hành pháp Bồ Đề thì cơ hội được vãng sanh cao lắm. Nam mô A Di Đà Phật.